Xin chào các bạn, nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái demo tạo ra cái đồ jet ring MVC cơ bản là cái đồ jet ring MVC Hanover. Thì tôi sẽ sử dụng Maven đồ jet để tạo ra cái đồ jet này. Thì các bạn cần phải cài đặt Edit và cài đặt Maven. Ví dụ đây là cái tool Edit của tôi. Thì còn Maven thì tôi sẽ mở sim đi nè. Tôi sẽ có lệnh là npm trừ vào dần. Đó thì nó hiện lên là Apache Maven 3.6.0 như vậy. Đó thì máy của tôi đã cài đặt Maven. Đó thì nếu mà bạn nào chưa cài đặt Apache Maven thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi Mẫn Ngố, và ở đây tôi cũng mới up lên cái video là hướng dẫn cài đặt Apache Maven trên Windows 10 như vậy. Đó thì các bạn có thể làm theo cái video hướng dẫn này để mà cài đặt Apache Maven. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái đồ jet web Ring MVC sử dụng Apache Maven. Thì tôi sẽ click vô file rồi click vô new rồi click vô Maven đồ jet. Nếu mà các bạn nào mà cái nó không có hiện lên cái Maven đồ jet như vậy thì các bạn có thể click chọn vô add rồi các bạn search Maven đồ jet. Đó thì nó hiện thị ra vài và các bạn chọn vô Maven đồ jet rồi các bạn chọn vô net. Rồi các bạn click vô Create Simple đồ jet. Rồi các bạn click vô net. Rồi cái group ID thì ví dụ như tôi nhập cho là com.mẫnngố chẳng hạn. Đó thì ở đây là cái tên miền .com rồi cái tên miền của chúng ta ở đằng sau như vậy. Rồi cái ID, các ID thì tôi sẽ cho là nation 1 ring MVC. Đó. Rồi cái version thì tôi cho là 1.0 chẳng hạn. Rồi cái backing thì tôi sẽ xuất ra quay qua. Thì cái hay qua này là cái file ở trong đồ zip web là chúng ta sẽ sử dụng nó để mà up lên cái server Tomcat, cũng như ở ngoài thực tế thì chúng ta sẽ up cái file qua lên cái server của chúng ta ở trên hosting. Đó rồi tôi click cho finish. Thì nó tạo ra cái đồ jet là nation 1 ring MVC như vậy. Rồi các bạn click cho cái phần swap này, src này, phần main này. Rồi lấy cái folder web app, thì trong cái folder web app này thì tôi sẽ tạo ra một cái folder là web IMS. Chúng ta cấu trúc cho cái project web của chúng ta thì chúng ta phải có cái folder là web IMS. Thì bên Dynamic Project thì nó sẽ tự động tạo cho chúng ta cái folder web IMS này. Rồi nó cũng tạo tự động cho chúng ta cái file web.xml. Đây thì nó không tự động tạo ra, thì tôi sẽ đi tạo ra cái file web.xml. Tôi sẽ click cho project. Rồi tôi chọn Java eTool. Ở đây thì tôi sẽ generate đi phần editor top lên như vậy thì nó sẽ tạo ra cái file web.xml cho tôi như vậy. Đó, rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi mở cái file bom này lên và tôi sẽ đi node các thêm các dependency của tôi, các file thư viện dependency của tôi vô đây. Đó, thì ở đây thì tôi đã copy sẵn rồi. Tôi, đầu tiên thì tôi sẽ có cái thẻ property sẽ có các attribute như sau. Đó thì cái property này mục đích của tôi là để mà tôi chứa các version của các dependency ở bên dưới. Bây giờ thì tôi sẽ đi thêm vô các dependency của nó rồi. Đầu tiên thì tôi sẽ copy ghế này cho nhanh. Rồi tiếp theo là tôi sẽ tiếp tục copy các dependency này cho. Rồi tôi sẽ paste cho đây. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ copy tiếp tục các dependency khác. Tôi sẽ paste vào đây. Đó. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ copy thêm một số cái tab này rồi.
Đó, thì như vậy là tôi đã copy xong các dependency của nó rồi. Thì ở bên trên này mục đích của tôi là muốn trong cái thẻ property này thì tôi sẽ liệt kê ra các version của nó, và chúng ta sẽ các dependency của nó thì chúng ta sẽ khai báo lại các version của nó ở cái dạng như vậy. Đó, thì nó cái lợi ích của nó là trong trường hợp mà một cái version nào đó, ví dụ như cái thằng Ring Framework version này 4.3.13.3 này, nó được xử lý ở rất nhiều cái dependency khác nhau của thằng Ring Framework đó, thì bởi vì Ring Framework nó có rất là nhiều cái thư viện khác nhau thì chúng ta cần phải add cái version của nó ở nhiều chỗ. Đó thì cái lợi ích của nó là chúng ta xài như vậy thì nó sẽ dễ dàng được quản lý được các version của các dependency, các thư viện của chúng ta. Đó thì ở đây còn có thêm một số cái thuộc tính khác như là Maven Compiler Swap này, thì tôi cho là 1.8, tại vì ở trong cái máy của tôi thì GDK tôi cài 1.8 thì tôi set cho nó như vậy, thì khi mà nó build nó compiler code thì nó sẽ sử dụng một Java 1.8 để nó compile ra. Đó, tương tự thì cái chỗ dưới này cũng vậy. Đó. Rồi, như vậy là tôi đã add các dependency vô cái file bom xong. Thì tôi sẽ đi vô cái phần Java đi suộc, phần library. Đó, thì bây giờ thì nó chưa có thêm cho tôi các thư viện cho tôi. Thì ngoài ra thì ở cái chỗ này cái JDE System Library thì nó đang là ở cái Java 1.5, thì tôi sẽ phải đi update lại cái đồ Z. Đó, cập nhật lại cái đồ Z thì tôi sẽ chọn đồ Z và tôi chọn vô Maven. Chọn update đồ Z để nó update lại cái JDE cho tôi, và đồng thời nó cũng download các file thư viện dependency ở trên network về. Đó thì tôi chọn update đồ Z. Rồi tôi chọn OK. Đó, như vậy là nó đã update xong cho tôi và tôi nick cho cái phần library này. Đó thì bây giờ nó đã chuyển cái file JDE này về thành phiên bản 1.8 cho tôi. Rồi cái Maven dependency thì nó đã tự động nó download các file thư viện về cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo ra cái các file setting cần thiết khác nữa. Thì tôi sẽ đi xuống cái folder main này. Rồi web app này. Trong folder web app này thì tôi sẽ tạo ra một cái trang là index.php. Tôi sẽ tạo ra cái một cái file mặc định là index.php. Rồi tôi chọn vô finish. Thì trong cái file index này thì tôi sẽ chọn đấy một cái đường dẫn dẫn mặc định để cho khi mà một cái project web nó chạy lên thì nó cần phải biết được một cái file nào đó mặc định để mà nó chọn vào cái trang mặc định mà chúng ta muốn chạy lên cho người dùng. Ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta nick cho một cái do một cái trang web nào đó thì chúng ta gõ domain thì người ta sẽ chọn chúng ta thường thường về cái trang mặc định là trang chủ, thì mục ý nghĩa của cái file index này là vậy. Thì tôi sẽ cần set cho nó như sau. Đó thì tôi sẽ có cái chuỗi này. Đó. Đó thì tôi sẽ khai báo cái thư viện GSTL Sheetcore ra như vậy, và tôi sẽ sử dụng cái thẻ C-Redirect, và tôi sẽ redirect đến cái URL là trang chủ, thì tôi sẽ chọn nó tới cái đường dẫn là duyệt trang chủ như vậy. Thì tí nữa thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra cái container và tạo ra cái phương thức mà sẽ trả về cái trang có cái đường dẫn là duyệt trang chủ này. Rồi tiếp theo thì trong cái folder web IMF này thì tôi sẽ đi tạo ra cái hai cái folder nữa. Đó, đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra cái folder là content. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa là folder view. Đó, trong folder view này thì tôi sẽ dùng để mà chứa các trang zip là cái trang layout của chúng ta. Rồi trong cái folder content này thì tôi sẽ cần sử dụng đến hai cái file config nữa là departure-service và application-content.xml, thì tôi sẽ copy hai cái file này về và tôi sẽ bỏ vô đồ Z của tôi, bỏ vô cái folder content này. Đó, thì hai cái file này nó có nội dung như sau. Đầu tiên là cái file application-content. Đó thì ở đây thì tôi sẽ mấy cái này là mấy cái mặc định của thằng Vinh, mấy cái dòng này là mấy dòng mặc định mà nó sẽ sử dụng. Còn ở đây thì tôi sẽ thêm cho nó một cái thẻ là content, rồi component scan, rồi bay với kịch là bằng com chấm bẫn ngố như vậy. Đó thì tôi sẽ ý nghĩa của nó là để mà khi mà chương trình tạt lên thì nó sẽ quét cho cái bay kịch, nó sẽ chọn tới cái bay kịch là com chấm bẫn ngố để mà nó quét ra các file mà nó cần sử dụng ở trong cái bay kịch này. Rồi tiếp theo là cái file departure-service.
Thì đây thì tương tự các dòng này thì các bạn cứ hiểu là đây là mấy cái thông số mặc định của thành của cái file config này. Rồi ở đây thì tôi sẽ có thêm cho nó một cái context component ken. Rồi cái bê kịch thì tôi bằng com.mẫn ngố.container như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi có cái MVC annotation daemon. Đó. Rồi tôi lại có một cái thẻ bin ở đây. Thì ở đây là mục đích của tôi là tôi khai báo cái folder mà sử dụng để mà chứa các file zip của tôi, chứa các file view layout mà để sử dụng cho cái project này. Thì ở đây thì tôi có định nghĩa cái attribute prefix bằng web imf view, tức là tôi sẽ trở về cái folder web imf này, rồi show cái folder view này. Đó, rồi cái suffix thì tức là cái chấm zip, tức là cái phần đuôi của cái file zip đó. Thì tôi sẽ định nghĩa ở đây, trong đây thì tôi sẽ tạo ra các file zip, ví dụ như tôi sẽ tạo ra cái file home.zip đi. Rồi tôi vô finish. Đó thì tôi sẽ cho nó cái nội dung này, tôi sẽ cho nó cái thẻ H1 là hello world chẳng hạn. Rồi cái title thì tôi cũng cho là demo Vinh MBC hello world chẳng hạn. Đó. Ở bên trên này thì các thuộc tính như là cha set thì tôi set là UTF-8, rồi quay coding thì cũng bằng UTF-8. Rồi chỗ này thì cái thẻ meta có cha set thì tôi cũng set là UTF-8. Thì mặc định nếu mà các bạn tạo ra mà nó mấy cái thuộc tính này nó không set bằng UTF-8 thì các bạn thay đổi lại. Đó. Ở đây là nó tự động tạo cho tôi là bằng UTF-8 là bởi vì ở trong này thì tôi đã set cho nó rồi. Các bạn phải join đầu rồi join đi với thần. Rồi các bạn search cái từ khóa là zip. Đó thì các bạn đi do cái zip file này, thì ở đây là do cái phần encoding này thì tôi đã set cho nó là bằng UTF-8 như vậy. Đó, nếu mà các bạn nào mà khác á thì các bạn lên do đây để mà các bạn set lại cho nó. Set lại cho nó thì mỗi lần mà chúng ta tạo ra một cái file zip mới thì nó sẽ tự động set cho chúng ta. Đó. Thì ý nghĩa của cái cha set UTF-8 này thì nó có thể sử dụng ví dụ như chúng ta cái file của chúng ta muốn thêm cho nó cái nội dung bằng tiếng Việt ở trong này thì nó có thể hiểu được và nó phạt được cái nội dung cho chúng ta. Rồi tiếp theo thì ở trên này tôi sẽ đi vô cái folder là etc main java này và tôi sẽ tạo ra một cái bài kịch mới. Tôi sẽ tạo ra cái bài kịch là com.mẫn ngố.container. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái class là home container. Rồi tôi đi vô finish. Đó thì đầu tiên thì tôi sẽ khai báo cho nó một cái annotation là a còng container. Rồi tôi sẽ đi import cái thư viện của nó rồi. Đó thì tôi khai báo như vậy thì cái class này nó mới hiểu được cái class home container này nó mới hiểu được đây là một cái container mà sử dụng để mà xử lý cho cái project grep của chúng ta. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ khai báo một cái phương thức là public và tôi sẽ cho nó cái kiểu trả về là model and view. Rồi đây tôi sẽ có home page chẳng hạn. Rồi ở bên trên này thì tôi sẽ cho nó cái annotation là request mapping. Rồi tôi cũng import cái thư viện của nó rồi. Rồi bên trong nó thì tôi sẽ cho nó cái attribute là value là bằng xuyệt cái tôi sẽ xuyệt tới cái đường dẫn này là trang chủ. Đó thì cái trang mặc định mà khi mà tôi muốn chương trình web nó chạy mặc định lên thì nó sẽ loát cho cái đường dẫn này và nó sẽ loát ra cái trang view ở trong cái phương thức này. Rồi tiếp theo thì tôi có cái attribute là method là bằng request method chấm get. Rồi tôi cũng import cái thư viện của nó rồi. Rồi tiếp theo thì
tôi cũng đi khai báo một cái đối tượng nào mua đồ review đây. Rồi bên trong là tôi cũng sẽ đi import cái đối tượng này rồi. Rồi bên trong này thì tôi sẽ cho nó là cái chữ home. Rồi tôi sẽ đi tên về model and view. Đó. Thì cái chỗ home này tức là cái file home.jp này. Đó thì tôi ở đây thì tôi cũng khai báo cái suffix là cái .jp nữa, bởi vì ở đây thì tôi đã cấu hình cho nó là .jp như vậy. Thì ở đây thì chúng ta chỉ cần việc mà khai báo cái tên của cái nó là home thôi thì nó sẽ hiểu được cái file view mà nó cần mắc lên là cái file home.jp này. Đó. Đó, rồi tôi cũng khai báo cái prefix là web view như vậy. Đó thì nó sẽ tự động mà nó đi vô cái folder view app này và nó sẽ tự động mắc ra các file có cái tên tương ứng và có cái đuôi là .jp. Đó. Tiếp theo thì tôi sẽ đi build cái đồ z này ra cái file qua. Thì khi mà như các bạn thấy ở cái một folder target này, bây giờ nó chỉ có như vậy thôi. Thì khi mà tôi build ra thì nó sẽ thêm có cái file qua ở bên dưới cái folder target này. Thì tôi sẽ đi build như sau. Thì tôi sẽ chọn đồ z và tôi chọn show in và tôi chọn terminal. Và tôi sẽ có lệnh là npm min install. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà cài đặt mã Apache Maven rồi thì các bạn mới tạo được cái đồ z là Maven và các bạn sẽ có cái lệnh của Maven là npm min install thì nó build nó mới hiểu được. Rồi tôi chấn enter. Đó, nó đã build success cho tôi. Và bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra lại cái folder target. Tôi sẽ chọn vô cái folder này và tôi chọn defect. Đó, thì bây giờ nó đã xuất hiện thêm cái file qua cho tôi như vậy. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi deploy nó lên cái server Tomcat để mà tôi chạy cái đồ z này nghe. Đó, thì tôi sẽ chọn vô cái mục là server S này. Và ở đây thì tôi chưa có cái server nào thì tôi sẽ chọn nick cho cái link này để add server. Thì tôi sẽ chọn cái server Tomcat là version 9. Bởi vì trong máy của tôi thì tôi đã cài cái Tomcat version 9 này. Đó, nếu mà các bạn nào mà chưa cài đặt Apache Tomcat thì các bạn hãy cài đặt Apache Tomcat nha. Các bạn cũng tương tự thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi. Thì tôi cũng đã quay một cái clip để hướng dẫn cài đặt Tomcat thì các bạn có thể search cái khóa là Tomcat ở đây. Đó thì nó hiện ra cái video là hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 9 trên Windows 10 như vậy. Đó. Thì các bạn cũng tương tự thì các bạn cũng chọn lấy cái phần Apache rồi các bạn chọn Tomcat version tương ứng với cái version mà các bạn cài đặt trên máy của các bạn. Rồi các bạn nếu mà các bạn ở đây nếu mà nó chưa có xuất hiện cái server runtime environment Apache Tomcat 9 như vậy thì các bạn có thể click cho add. Và các bạn chọn với cái folder ở chỗ này thì các bạn sẽ chọn với cái folder mà các bạn đã cài đặt Apache Tomcat của các bạn. Rồi cái workbench default GDE thì các bạn cứ để mặc định nó như vậy. Đây là cái name của cái server của các bạn. Các bạn cũng có thể đổi nó đi. Đó, cái này thì tôi thì nó đã có rồi nên là tôi sẽ không add nữa. Rồi tôi cho next. Rồi tôi cho finish. Đó, rồi bây giờ thì tôi sẽ đi run cái dò test của tôi ở trên cái server Tomcat 9 này. Thì tôi sẽ chọn Node.js. Rồi tôi sẽ chọn run app, rồi tôi chọn run on server. Đó thì tôi chọn Tomcat 9 này, chọn net. Rồi thì thường thường thì mặc định thì cái đồ z của chúng ta sẽ ở bên này. Nó sẽ ở bên trái này và các bạn nếu mà nó xuất hiện ở bên trái này thì các bạn chọn đồ z và các bạn click vô cái button add để cho nó add cái đồ z của các bạn qua bên này. Thế còn tôi thì nó đã chọn sẵn ở bên này như vậy và tôi sẽ chọn vô finish. Đó, để cho nó deploy cái web của chúng ta lên cái server Tomcat này. À, thì nó báo là bị lỗi
À, lỗi này là do ở trong cái file web.xml này thì tôi chưa có config cho nó, thì tôi sẽ đi config cho nó như sau. Thì tôi sẽ cần cần config cho nó một số cái attribute sau. Đầu tiên thì tôi sẽ có cái thẻ là listener. Đó, tôi sẽ copy vào cho nó nhanh. À, thì tôi sẽ có cái đối tượng là content not listener này, để tôi not cái ý nghĩa của tôi là để not lên mấy cái config của tôi ở trong mấy cái file này lên. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thuộc tính là content param. Thì cái content param này thì tôi sẽ có cái param name là content configuration location. Rồi tiếp theo là cái nơi mà tôi lưu cái file config của tôi là cái file application content, thì tức là nó là cái file này. Tôi sẽ loát cho cái folder content này, web image của content, rồi tôi sẽ loát cái file này lên. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ có thêm cái config nữa cho nó. Đây đây là cái config của tôi sẽ copy rồi. Đó thì trong cái file config Departure này thì tôi sẽ load tới cái file config là Departure Subnet ở đây của tôi. Đó. Rồi cuối cùng thì tôi sẽ có một cái attribute là cái welcome file nick này, thì tôi sẽ chọn nó tới cái file index.jp. Đó thì tôi sẽ chọn tới cái file index.jp ở ngoài này, để mà nó chọn tới cái file từ cái file này thì nó mới sẽ chọn tới cái URL là trang chủ này. Đó thì nó sẽ chọn tới cái URL là trang chủ, và nó sẽ chọn về cái view này cho tôi. Đó rồi tôi đi cho save. Đó thì tôi sẽ xóa lại cái file qua này đi, và tôi sẽ build lại. Rồi bây giờ thì tôi sẽ qua đây và tôi cho cái phần terminal này, và tôi sẽ build lại project của tôi. Đó, nó đã build success, và tôi cũng đi rồi cái mục target này và tôi refresh này. Đó thì nó cũng phát sinh ra tôi cái file qua như vậy. Đó, và bây giờ tôi sẽ đi deploy nó lại lên server Tomcat. Thì tôi cũng chọn project, và tôi chọn run app, rồi tôi chọn run on server net, rồi chọn finish. Rồi tôi chọn data server, đến ok. Đó thì bây giờ nó đã lên loát được cái đường dẫn là xem trang chủ như vậy, và nó đã lên được cái trang home của tôi. Và vừa nãy thì ở trang home thì tôi cho nó cái nội dung là tôi có một cái thẻ H1 là bằng Hello World như vậy, và cái title thì tôi cho là demo ring NDC Hello World như vậy. Đó thì bây giờ cái trang của tôi bây giờ tương tự nó cũng lên được như vậy. Đó đó, đó thì như vậy là hôm nay thì tôi đã hướng dẫn làm cho bạn các bạn một cái demo, là một cái demo project in MC Hello World cơ bản. Đó. Thì ở trong này thì nó có mấy cái config thì tôi mới giải thích sơ sơ cho các bạn. Thì ở trong các video tiếp theo thì tôi sẽ giải thích chi tiết hơn cho các bạn. Thì tôi sẽ có những cái video chuyên sâu hơn, và tôi sẽ giải thích chi tiết ở mấy cái config trong file web.xml, rồi cũng như là trong cái file application test, Departure Subnet vân vân. Thì hôm nay thì tôi mới chỉ làm cho các bạn demo, để các bạn có thể hiển thị ra được làm một cái đồ Z Hello World và hiển thị lên được cái trang home.jp như vậy. Đó thì xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.